Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bảo Thi thừa nhận con trai đầu lòng là bản sao hoàn hảo của ba. Kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, Bảo Thi có cuộc sống như bà Hoàng khi thường xuyên check-in sang chảnh. Là một người phụ nữ của gia đình, yêu chồng, thương con, nhưng cô vẫn tỏ ra khá ghen tị. Khi quý tử đầu lòng giống hệt ba, có sự chống lưng của ba mẹ nên ngay từ lúc lọt lòng, cậu bé đã hưởng nhiều dịch vụ đắt đỏ, đặc biệt là có sẵn khu vui chơi tại gia. Ở góc nghiêng, con trai Bảo Thi được xem là bản sao của người bố doanh nhân. Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thi đăng tải khoảnh khắc đời thường của ông xã và thiên thần nhí. Ở góc nghiêng, cậu bé được cho là bản sao của ba khi lộ nhiều đường nét giống hệt. Đến chính giọng ca công chúa bong bóng cũng phải thừa nhận cho sự sao y bản chính này. có bé thừa hưởng lối sống sang chảnh từ người mẹ nổi tiếng. Khung hình gia đình hạnh phúc của Bảo Thi, ông xã và thiên thần nhí khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ nhiều lần khoa khéo cơ mơ hoành tráng đang sinh sống cùng quý tử và chồng. Cả gia đình đi uống trà chiều cùng nhau một cách hạnh phúc và vui vẻ. Người đẹp có cuộc sống chuẩn bà Hoàng khi hết được chồng cho đi chơi khắp nơi đến chiều chuộng. Dù chưa từng công khai diện mạo quý tử, nhưng qua nhiều hình ảnh hé lộ, có thể thấy thiên thần nhí có đường nét khá giống ba doanh nhân, được sinh ra trong gia đình giàu có nên ngay từ lúc lọt lòng, con trai Bảo Thi đã có cuộc sống nhiều người mong ước. Hạ sinh quý tử từ lâu nhưng cô vẫn chưa công khai diện mạo. Dinh thự bề thế nhà Bảo Thi làm khán giả choáng ngợp, cơ ngơi của doanh nhân phan lĩnh cùng vợ và con trai. Với niềm đam mê du lịch từ mẹ, Victor được thưởng ké khi vi vu khắp nơi và liên tục check-in sang chảnh chưa dừng lại tại đấy mức độ yêu con cực lớn khi người đẹp không ngần ngại chi tiền khủng để tậu toàn đồ chơi chất lượng cho bé nhìn qua một vòng người hâm mộ nhanh chóng nhận ra giá trị không hề nhỏ từ nhỏ cậu bé đã được mẹ sắm nguyên khu vui chơi tại nhà không gian vui chơi của nhất tỳ có chiếc view ngắm cảnh khá xịn bảo thi hạnh phúc là mẹ biển trước khi kết hôn với ông xã phan lĩnh bảo thi cũng nức tiếng với lối sống sang chảnh khi gia đình có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng tích lũy số tài sản lớn sau nhiều năm đi hát vì thế việc tạo cho con trai cuộc sống dư giả là điều hoàn toàn dễ dàng may mắn sinh ra trong gia đình giàu có nên người hâm mộ tin chắc rằng con trai bảo thi sẽ có cuộc sống như mơ chuẩn cầu ấm sang chảnh bạn nghĩ gì về diện mạo giống nhau của con trai bảo thi và ông xã hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về sao việc tại kênh tin mới nhất nhé bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo